Tiểu sử phu nhân Đặng Bích Hà. Phu nhân Đặng Bích Hà là một nhà sử học người Việt Nam, bà là phu nhân của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phu nhân Đặng Bích Hà sinh ngày 2 tháng 6 năm 1928 tại Thanh Chương, Nghệ An. Bà là con trưởng trong một gia đình có 6 người con, cha của bà là giáo sư Đặng Thái Mai, mẹ bà là bà Hồ Thị Toan. Lên 6 tuổi, bà Hà cùng với cha mẹ chuyển hẳn ra Hà Nội sinh sống. Năm 1946, bà tốt nghiệp tú tài triết học. Và gia đình đã dự định cho bà đi du học tại Pháp, nhưng sau đó phải hủy. Bà kết hôn với đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1946. Bà và đại tướng đã có với nhau 4 người con. Đó là bà Võ Hòa Bình sinh năm 1951, bà Võ Hạnh Phúc sinh năm 1952, ông Võ Điện Biên sinh năm 1954, ông Võ Hồng Nam sinh năm 1956. Phu nhân Đặng Bích Hà sinh năm 1928 tại Thanh Chương, Nghệ An. Cha của bà từng giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là đồng chí đồng nghiệp với ông Đặng Thái Mai. Phu nhân Bích Hà từng kể, năm khi mới 6-7 tuổi, thời điểm cả gia đình giáo sư Đặng Thái Mai mới ra Hà Nội sinh sống, bà đã được đại tướng Võ Nguyên Giáp đèo đi chơi đến sân vận động Hàng Đẫy. Một hôm bỗng dưng ông đùa, anh sẽ cưới Hà bằng một đĩa xôi và một con gà. Hơn 10 năm sau, câu nói ấy đã trở thành sự thật. Trước đó, trong suốt thời gian hoạt động và làm việc từ năm 1931 đến năm 1941, tại Vinh, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống tại nhà giáo sư Đặng Thái Mai. Ông coi bà Bích Hà như một người em nhỏ, luôn chiều chuộng và chăm sóc. Sau này, khi đại tướng Võ Nguyên Giáp lập gia đình với người vợ đầu là bà Nguyễn Thị Quang Thái, cả gia đình bà Bích Hà đều yêu quý bà Quang Thái, coi bà như người thân trong nhà. Năm 1943, bà Bích Hà theo trường học tản cư về Thanh Hóa cho đến năm 1945 mới quay về Hà Nội. Năm 1945, hai người gặp lại sau khi đại tướng Võ Nguyên Giáp đang chịu nỗi đau trong cuộc đời. Vợ ông cũng là người đồng chí cách mạng, Nguyễn Thị Quang Thái đã bị bắt và mất trong nhà tù Hỏa Lò. Vừa thương vừa kính phục ông, bà Bích Hà đã chia sẻ đồng hành rồi dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. Đến cuối năm 1946, gia đình giáo sư Đặng Thái Mai đồng ý tổ chức lễ cưới cho bà Đặng Bích Hà và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hôn lễ nhỏ tổ chức đơn giản ở một ngôi nhà trên phố Hàng Bài do bác sĩ Trần Duy Hưng, chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội làm chủ hôn. Tuy tuổi tác cách biệt, nhưng ông bà đã luôn là những người bạn tri âm tri kỷ cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Bà Đặng Thị Hạnh, em gái của phu nhân Đặng Bích Hà kể, trong gia đình tôi, chị Hà là con đầu, rất thông minh và bộc lộ sự thông minh ấy ra ngoài nhiều. Ba tôi kỳ vọng là chị có thể đi học tiếp, nhưng do điều kiện khách quan nên mãi sau, chị mới đi học đại học. Những người bạn của gia đình biết chị ấy từ lâu đều thấy chị Hà rất thông minh, mọi người đều nghĩ chị ấy có thể có một sự nghiệp riêng. Tất nhiên về sau chị vẫn là một nhà sử học, vẫn là một phó giáo sư, nhưng người ta kỳ vọng hơn. Nhưng đối với chị Hà điều ấy không quan trọng, và thật ra bây giờ về ý nghĩa cuộc đời chị ấy mà nói, thì chị ấy đúng là nơi nương tự rất vững cho anh Văn trong mọi điều kiện. Chúng tôi đều thấy được ý nghĩa của cuộc đời chị ấy là gặp và có được anh Văn. Đó chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp, sống bên cạnh và giúp đỡ được đại tướng. Trong trí nhớ của phu nhân Bích Hà, gia đình tôi vốn là một gia đình trí thức, kinh tế rất bình thường, không giàu có, lương giáo sư cũng cao, nhưng ba tôi chủ trương không bao giờ xây nhà, trong khi tất cả các ông giáo trường Thăng Long đều có nhà. Số tiền lương đó ba tôi dùng để nuôi học sinh Nghệ An đi học. Khi đó, trong nhà tôi lúc nào cũng có dăm anh học trò. Chính điều đó mà gia đình tôi sống rất đơn giản, cũng khá đầy đủ chứ không đến nỗi mức khổ. Trong bối cảnh gia đình như thế, tất cả chúng tôi đều có cuộc sống giản dị, và với chị Hà điều đó cũng không thay đổi cả khi trở thành vợ của một đại tướng lừng danh. Khi đi sơ tán trên Việt Bắc, chị tôi cũng sinh hoạt như mọi người. Khi chưa có con, chị Hà cũng phải đi lấy củi và đi lấy nứa để dựng lán như mọi người. Trong quan hệ bạn bè, chị Hà rất đơn giản. Chị ấy sống nhiều với các gia đình dân tộc thiểu số trên Việt Bắc. Và khi đến khi trở về Hà Nội cũng như bây giờ, khi tuổi đã cao, chị ấy vẫn giữ nếp sống bình dị như vậy. Em gái của phu nhân Đặng Bích Hà chia sẻ. Mối tình hơn 70 năm của đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà. Bà Đặng Bích Hà và đại tướng Võ Nguyên Giáp có 4 người con là Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên, Võ Hồng Nam. Bà luôn dành tình cảm yêu thương đối xử với bà Võ Hồng Anh, con gái của đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Nguyễn Thị Quang Thái, như những người con mình sinh ra. Anh Văn là người yêu thương vô cùng Võ Hồng Anh hết mực.
Cũng có thể vì thế mà anh Văn từng có một sự lo lắng nào đó về việc vợ kế đối với con riêng của mình như thế nào, và có lẽ chị Hà cũng nhận thấy sự lo lắng ấy của anh Văn mà hết lòng chăm sóc cho Võ Hồng Anh. Chính cái đó đã làm cho anh Văn vui, hiểu vợ hơn và càng yêu thương nhau hơn. Anh Văn hạnh phúc vì có được một người vợ như chị Hà. Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ, hơn 70 năm là bạn đời, bà Đặng Bích Hà đã trở thành hậu phương vững chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bà Bích Hà từng chia sẻ, dù hay vắng nhà nhưng đại tướng chưa bao giờ để vợ con phải có cảm giác lo lắng hụt hẫng. Ông thường dành vài phút để viết những dòng thư ngắn gọn, gửi ra cho các bà, các con để hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần học tập công tác. Những ngày sức khỏe của đại tướng Võ Nguyên Giáp yếu dần, hầu hết thời gian của ông đều ở trong viện, tuần nào bà Bích Hà cũng vào thăm chồng, cùng ông chuyện trò chia sẻ. Từ sau ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào năm 2013, bà Đặng Bích Hà sống lặng lẽ bên con cháu. Mối tình bình dị và sâu đậm của ông bà vẫn được nhắc tới trong những bài báo áng văn, trở thành biểu trưng cho những điều bình dị, thiêng liêng và bền bỉ. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Hạnh, em gái bà Đặng Bích Hà, kể về người chị cả của mình. Một lần tôi đến thăm chị là khi anh Văn đã phải vào viện 108 để dưỡng bệnh và chị cũng trở nên ít nói. Thấy chị ngồi xếp những chồng báo, tôi hỏi chị, ý nghĩa hạnh phúc lớn nhất đời của chị là gì? Chị Hà đáp lại ngay là chị đã có anh Văn. Tôi nghĩ rằng đó là một điều tất nhiên, bởi được sống với một người đặc biệt như anh Văn thì đó là hạnh phúc lớn của chị tôi. Dù bận rộn với công việc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới 7 tháng 11, ông đều nhờ con gái mua tặng bó hoa cho bà Đặng Bích Hà. Những năm cuối đời, sức khỏe tướng Giáp ngày càng yếu, hầu hết thời gian nằm trong bệnh viện, bà Hà luôn chăm sóc đồng hành chuyện trò cùng ông. Phu nhân Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi 96. Thông tin từ gia đình cho biết, bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào 0 giờ 50 phút ngày 17 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Võ Hồng Nam, con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xác nhận mẹ ông bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Bà mất lúc 0 giờ 50 phút ngày 17 tháng 9. Hiện nay gia đình đang chuẩn bị công tác liên quan, chưa có chương trình tang lễ. Ông chia sẻ, đại diện gia đình sẽ cho hay thông báo về thông tin tang lễ của bà Đặng Bích Hà. Sinh năm 1911, tại Lệ Thủy, Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ một thầy giáo dạy sử đã trở thành một nhà quân sự tài ba, là đại tướng đầu tiên và là tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đã từng có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đại tướng trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn. Tên tuổi của ông gắn liền với chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, những bước ngoặt trong lịch sử dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, đại tướng làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng đến năm 1980, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng từ năm 1981 đến năm 1991. Ông cũng là đại biểu quốc hội các khóa từ khóa 1 đến khóa 7.